Xin chào tất cả các bạn và các anh chị đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh 3Đô Official. Thì hồi sáng mình có gặp một cô vào trong cái tiệm mình photo, và khi bước ra cửa thì cổ cũng nói là cổ lúc trước cổ cũng mở một cái tiệm photo, và cái địa thế của cổ mở cũng rất là thuận lợi, là trước một cái ủy ban nhân dân phường. Nói chung khách thì cũng khá là đông. Tuy nhiên sau 8 năm thì có nhìn nhận lại thì hầu như là làm không có dư bao nhiêu. Cái lý do chút yếu của cổ nói là do trong quá trình mở tiệm là các cái vấn đề về máy là chủ yếu, tức là cái máy móc nó bị hư mà mình không có sửa được, mình phải kêu thợ tới. Thì cổ nói là tất cả các linh kiện ấy, thì hầu như là đều quy ra đô. Thì đúng, hầu như là tất cả các linh kiện của máy photo hầu như là thợ máy chỉ là quy ra đô mà tính ra đô. Nên do đó là cái chi phí sửa máy của cổ rất là cao. Và các bạn biết là khi mà photo, đối với các bạn phô nhiều thì máy phô càng nhiều thì máy nó càng bị hỏng. Lý do là tất cả các cơ quan của máy hoạt động liên tục thì nó sẽ bị vấn đề trục trặc này, vấn đề trục trặc kia. Tuy nhiên đây là nó không phải trực thuộc cái vấn đề phần mềm. Men, nói chung là men nguồn máy thì rất là ok, chạy không bao giờ gọi là xui xẻo lắm thì nó mới có vấn đề thôi, chứ thật chắc ra thì nó không có một cái vấn đề gì gọi là trục trặc về cái vấn đề về men hay là cái gì. Chỉ có những cái vấn đề về, thứ nhất là cụm từ, thứ hai là rim, thứ ba là bộ sấy, thứ tư là beo, thứ năm là cụm lấy giấy, thứ sáu là các cái bộ phận lấy giấy. Đó là những cái cốt yếu trong một cái máy photo mà chúng ta thay nhiều nhất. Nên do đó cổ nhìn nhận lại là trong vấn đề thất bại không phải là do chúng ta không có khách, chúng ta mở tiệm ra không có khách, mà do chúng ta khi mà chúng ta mở tiệm ra chúng ta không hình dung được là trong quá trình máy chạy thì nó sẽ hỏng hóc những cái vấn đề này vấn đề kia. Tuy nhiên có những cái thì mình do mình chủ quan, mình không có tự khắc phục được, nên do đó mình phải kêu thợ, và khi kêu thợ tới là tốn tiền rất là nhiều. Tốn tiền rất là nhiều, do đó là cổ nhận định cái thất bại của cổ là do cái về cái vấn đề về máy móc là chủ yếu là do không có biết sửa máy. Nên do đó tất cả các video trước mình có làm thì mình vẫn luôn động viên tất cả các anh em. Cũng giống như bản thân mình lúc trước thì mình cũng không có dám sửa máy, tại vì các bạn biết là cái tâm lý ban đầu của mình á, thì các bạn biết mà mua một cái máy photo bỏ ra tiền chục triệu, tiền chục triệu, khi mà sợ mà đụng vào sợ nó hư thì khổ mình, do đó là mình rất là ngại đụng vào máy. Tuy nhiên sau một thời gian á, thì mình nghĩ mình cũng có một hai lần kêu thợ. Tuy nhiên mình thấy là ví dụ thợ tới thì mình trả tiền nó nhiều. Nói chung trả tiền một ngày mình làm, ví dụ một ngày mình làm khoảng 200-300 ngàn, một lần kêu thợ tới vẫn bằng số tiền đó thì mình sẽ không còn lời nữa, lúc đó mình đang nuôi máy không. Do đó mình phải mạnh dạn mình sửa, và nhờ sự hỗ trợ của anh Hiếu, phải nói là anh Hiếu là một trong những thợ rất là nhiệt tình và làm ăn rất là uy tín. Phải nói là từ tháng 9 năm 2011 đến bây giờ là mình vẫn còn làm ăn với ảnh. Đôi khi là máy móc mình chỉ cần điện alo cho ảnh thôi là ảnh đã có thể là ảnh làm máy, ảnh chuyển cho mình, chứ mình không có cần phải đi vào trong và test máy test gì hết. Tất cả mọi việc mình đều đặt niềm tin đó Hiếu hết. Do đó là tất cả các máy mình mua hầu như là có những cái máy photo, ví dụ như cái máy photo Savin 4025 sau này, mình chỉ alo cho ảnh thôi, mình nói mình cần một cái máy giống như cái dòng máy đó thì anh sẽ chuẩn bị cho mình, và anh đi ra ảnh chở ra tận nơi anh giao cho mình. Nên do đó để mở một cái tiệm photo thành công, ngoài những cái yếu tố thuận lợi ví dụ như là mặt bằng, khách hàng, những mối quan hệ có sẵn, thì cái cốt yếu là các bạn phải biết thay thế một số linh kiện đơn giản trước. Ví dụ như thay mấy cái nhông, ví dụ nhông xéo, nè, mấy con nhông trong rum, là mấy nhông trong hộp từ, mấy trong nhông của beo, rồi thay được gạt rum, gạt beo. Đó là những cái mình nghĩ nó đơn giản, các bạn có thể làm được. Do đó là cái đó các bạn nên tìm tòi và các bạn phải cố gắng, các bạn làm sao các bạn phải thay được những cái vấn đề đó, thì nó sẽ giảm cho tất cả các anh chị và các bạn xuống một cái tỷ lệ thấp nhất về chi phí sửa máy. Mình chưa nói đến những cái vấn đề cao siêu, ví dụ như là hộp từ hay là những cái thứ khác, ví dụ cài đặt máy này kia, mình không có nói những cái vấn đề đó. Tuy nhiên là các bạn nên khi mà các bạn làm thì các bạn chú ý là đối với cái máy photo nó chỉ có khoảng 5 bộ phận mà chúng ta nên phải biết cách thay và sửa chữa, đó là cụm từ, thứ hai là room, thứ ba là bell, thứ tư là bộ sấy, thứ năm là cái bộ lấy giấy. Thì cái bộ lấy giấy mình nói đơn giản, thì trên ở cái kênh của mình cũng đã cố gắng làm những cái video làm sao chia sẻ cho tất cả các bạn dễ hiểu nhất, có thể là thay được gạt room, thay được room, thay được nhông xéo, thay ray từ, rồi thay mấy gạt beo, những con nhông. Thì đối với những cái dạng hệ nó chạy theo một dạng hệ cơ gọi là chuyển động cùng nhau thì nó chỉ là mấy con nhông thôi. Thì khi mà các bạn nó hư hỏng hóc những con nhông nào thì các bạn đã nhìn nhận, các bạn thấy rồi, rất là dễ. Do đó các bạn chỉ cần các bạn tự tin và cẩn thận, các bạn mở ra các bạn làm, thì mình nghĩ là những cái vấn đề này các bạn sẽ giải quyết được rất là lớn về cái chi phí sửa máy và không cần phải thợ. Đó là mình nghĩ cái cốt yếu của góp phần của sự thành công để tất cả các bạn và các anh chị mở ra một cái tiệm và nó bền vững, nó lâu dài và nó kiếm được tiền để trang trải cuộc sống gia đình của chúng ta. Thì mình nghĩ những cái gì trên cái kênh này mình cố gắng mình làm cho tất cả các bạn và các anh chị, thì hy vọng là những cái gì mà các anh chị muốn tìm hiểu thêm thì các anh chị cứ comment ở dưới cái video này. Tại vì đôi khi cái thời gian mình đôi lúc nó cũng hơi bận bịu một chút, tại vì mình làm ở tiệm, cái tiệm của mình là chỉ có một mình làm thôi. Lúc trước có người nhưng mà bữa nay không còn bữa người nữa, thì chỉ có làm một mình thôi. Các bạn chị biết là vừa làm rồi vừa sửa máy thì thời gian cũng rất là vất vả, thì do đó là khi mà quay một cái video cho tất cả các bạn thì mình phải chuẩn bị rất là lâu, phải chuẩn bị coi thử nó quay như thế nào để các bạn làm sao dễ hiểu nhất. Và khi mà quay một mình thì nó hơi có những cái đoạn nó hơi nó không cái hình ảnh nó không được đẹp, không được rõ, thì mong các bạn thông cảm. Thì đó là cái cảm nhận dễ chia sẻ của mình và từ cái một cô khách hàng để chia sẻ nói về ngành nghề photo thế này. Thì mình cũng hy vọng là tất cả các anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn mới khi mà mở tiệm photo ra, khi chúng ta đã quyết rồi thì chúng ta phải theo và chúng ta phải mạnh dạn làm. Và đối với khi máy móc hư thì các bạn cũng nên mạnh dạn các bạn sửa. Tuy nhiên trong quá trình sửa thì mình nhắc lại một điều tất cả các bạn là các bạn nên cẩn thận. Chúng ta phải làm cẩn thận chứ không phải là chúng ta sửa là chúng ta làm rồi nó bị hư thêm nữa thì chúng ta cũng không nên. Do đó là các anh chị các bạn nên cứ mạnh dạn đi. Còn những cái vấn đề gì mà các anh chị hỏi mình thì mình sẽ cố gắng mình sẽ tìm hiểu. Các bạn chỉ biết nhiều lúc cũng một cái lỗi đó nhưng mà khi mà các anh chị hỏi một cái bất chợt nhiều lúc mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà khi mà mình ngồi mình suy nghĩ lại xong hoặc là mình sẽ coi lại cái tài liệu mình ghi chép thì mình mới nhớ được, tại vì mình không phải là thợ. Do đó là đối với một số lỗi các bạn hỏi nhiều lúc mình không biết nó nằm chỗ nào, nhưng mà mình phải coi lại cái cuốn tài liệu của mình nên là mình mới chỉ các bạn được. Rồi đó là thợ làng mà. Mong các bạn thông cảm nha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết ha. Hy vọng nó sẽ có thêm một cái động lực, có thêm một cái ý chí cho tất cả các anh chị và các bạn mới mở tiệm, để chúng ta có cái hướng chúng ta làm việc tốt hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Nếu các anh chị cảm thấy video này nó có một chút gì đó nó có hữu ích cho tất cả các anh chị thì các anh chị đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần video ha. Còn nếu mà các anh chị muốn cho nhiều người cùng theo dõi video này thì các anh chị hãy share dùm mình lên fanpage hay là cái gì đó của tất cả các anh chị để cho mọi người cùng theo dõi và cùng hiểu được cái ngành nghề photo, trong những cái vấn đề của ngành nghề photo. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh 3Đô thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển. Bây giờ một lần nữa xin chúc tất cả các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn được thuận lợi và kiếm được nhiều khách hàng. và kiếm thật nhiều tiền. Và bây giờ bye bye nha.